Em Lợi xin chào tất cả các bác chơi audio trên toàn quốc thân mến. Hôm nay thì một trong những ngày sắp bước sang năm mới, gọi là sắp đón giao thừa Tết Tây, thì em Lợi lại chuẩn bị đang quay một video chia sẻ lên cho các bác một combo mẫu sản phẩm kệ audio kết hợp chân loa đang trở thành một cái xu hướng cực kỳ là tiện ích mà rất là đẹp mắt khi anh em kê thiết bị cho không gian nghe nhạc của mình, và có thể tích hợp được kê vừa bộ nghe nhạc và vừa bộ karaoke cho anh em, cực kỳ hợp lý. Thì điều em muốn nói ở đây thì với cái mô hình mà các bác đang nhìn ở trước mắt thì là được làm từ chất liệu 100% là gỗ gõ đỏ các bác nhé. Gỗ gõ đỏ, một trong những cái dòng đứng đầu về nội thất rồi. Đấy. Rất là tính chất của gỗ rất là nặng và rất là ổn định, độ ổn định rất là cao đó. Và được em Lợi hoàn thiện rất là kỹ càng, rất là ok. Và để không mất thời gian của anh em thì coi là em xin chia sẻ về cái bộ này như sau. Đầu tiên thì chúng ta nói về bộ kệ âm ly. Bộ kệ âm ly thì với cái thông số tiêu chuẩn kỹ thuật của nó để cho nó phù hợp với các dòng âm ly nội địa, thì báo cáo các bác thì nó vẫn được sở hữu một kích thước không thay đổi 62 cm. Đó, chiều sâu của nó vẫn là 50 các bác nhé. Chiều sâu của nó là 50. Và bây giờ hiện tại như thời gian vừa qua thì là em phục vụ các bác về các lĩnh vực coi như là kệ âm ly để nghe nhạc thì chiếm đa số phần hơn. Nhưng hiện tại như cái thời gian gần đây thì em lại phục vụ cho các bác rất nhiều về các cái sản phẩm là kệ trầm. Kệ trầm thì nó có cái kích thước lọt lòng là 45 cm các bác nhé, 45 cm. Đấy, và tổng chiều cao của nó là 51,5. Đó. Và các cái tầng tiếp theo thì tùy theo những cái thiết bị của mình có, để coi như là làm sao nó phù hợp, thì điều đó thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em Lợi qua số điện thoại trên màn hình, hoặc kết nối Zalo qua số điện thoại này luôn, để em Lợi tư vấn xem là gia đình mình có bao nhiêu thiết bị thì là tư vấn sẽ ok hơn. Còn về các cái chất lượng hoàn thiện thì các bác nhìn đấy, dù nó là đầu năm hay cuối năm hay giữa năm thì em Lợi chưa bao giờ lấy cái thời gian, lấy cái sự vội vàng ra để coi như là đáp ứng cho các bác, mà luôn luôn là đưa đến cái chất lượng nó là hàng đầu để cho các bác sử dụng. Đấy, một tấm gỗ mà được làm kỹ, bóng tráng gương như thế này. Đấy, thì các bác biết là cái công sức của em Lợi bỏ ra nó rất là phù hợp với cái những cái gì mà đã hứa hẹn và đã nhận với các bác. Đó. Cho nên là em Lợi rất là hoàn toàn là tin vào những cái sản phẩm cũng như là tin vào những cái quy trình mà em Lợi đã phục vụ cho tất cả anh em trong thời gian vừa qua. Thì với cái bộ kệ trầm này thì báo cáo các bác thì nó đang có giá là gõ đỏ là 100%, nó đang là giá là 2,1 triệu tại cơ sở của em nhé. Em báo giá luôn cho các bác. Đấy, còn cái kệ hàng ngắn hơn kia thì là nếu hàng đẹp tuyển chọn vân theo yêu cầu, vân rất là đẹp luôn đấy, thì là 1,9 triệu. Còn lại là hàng nó sẽ rẻ hơn. Đấy, các bác nha. Và ván của em rất là dày, toàn bộ là ván 1,5 phân, khung chân cũng rất là dày dặn, giữ đúng tiêu chuẩn kỹ thuật cho các bác luôn. Đấy. Và tiếp theo nữa thì em lại chia sẻ đến cho các bác là những bộ kệ chân loa cũng làm từ chất liệu là gỗ gõ đỏ luôn các bác nhé, chất liệu gỗ gõ đỏ luôn. Và bộ đầu tiên em chia sẻ đến cho các bác là bộ này, một bộ là vuông 40. Vuông 40 các bác nhé. Và hàng rất là dày dặn chắc chắn. Và thân trụ thì cũng được em Lợi làm để cho nó cân đối với cái mặt của nó là 25. Vì với cái bộ sản phẩm này thì hiện tại thành phẩm cho các bác đây là giá là 5,2 triệu đồng các bác nhé. 5,2 triệu đồng bộ sản phẩm là kệ 40. Và bộ này thì có cái kích thước chiều cao là 25 cm. Và tiếp theo là một bộ sản phẩm nữa, là một bộ, cũng một bộ kệ chân loa có kích thước nhỏ hơn, là bộ này kích thước là 30 x 30 các bác nhé, 30 x 30. Nhưng bộ này thì lại cao hơn ạ, bộ này cao hơn, nó cao lên tới 45. Và để nó phù hợp với nó thì thân trụ của nó là em làm chỉ 15 thôi. Đó, thì với cái bộ sản phẩm này nó nhỏ hơn thì nó cũng rẻ tiền hơn bộ kia.
Đấy, thì nó chỉ có cái như là 4 triệu 6 thôi các bác nhé. 4 triệu 600 nghìn đồng. Đấy. Và cái như là em đưa máy quay ra xa một chút nữa để các bác nhìn tổng thể cái bộ sản phẩm này. Đây là một bộ sản phẩm combo gỗ gõ đỏ của anh Dũng Thanh Trì Hà Nội. Đấy, thì tất cả anh em nào quan tâm đến cái bộ sản phẩm mà như thế này thì liên hệ trực tiếp với em Lợi qua số điện thoại trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những video lần sau.